Hello, xin chào toàn thể quý vị anh chị nhé. Hôm nay em lên sóng cùng anh chị về các mẫu xe hiện tại bên em đang có này, 2018 này, bản chung này, tải van 6 chỗ ngồi, vâng, giá chỉ có hơn 400 triệu thôi. Vâng, tiếp đây nữa là mẫu xe Ford City 2016 bản lắc Suzy, vâng, giá chỉ có hơn 525 triệu. Tiếp đây nữa là mẫu xe Ford City 2019 bản chung. Vâng, chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá rất là hợp lý trên 500 triệu. Vâng, anh chị cứ alo sẽ có giá hợp lý cho anh chị nhé. Và tiếp đây nữa là Ford Transit 2015. Vâng, 2015 đã có màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Vâng, giá rất là hợp lý, hơn 400 triệu một xíu thôi ạ. Và tiếp đây nữa là Ford Transit 2019 bản lắc Suzy. Vâng, giá chưa đến 600 triệu này. Tiếp thêm một mẫu xe đó là Ford Transit 2013. Vâng, đây là bản lắc Suzy, vâng, giá chỉ trên 300 triệu thôi, em đang rút hồ sơ ạ. Và tiếp đây nữa là mẫu xe Ford Transit 2011, vâng, giá cũng rất hợp lý cho anh chị trên 200 triệu thôi ạ. Thêm mẫu nữa đó là Ford Transit 2019 bản lắc Suzy, vâng, giá chưa đến 600 triệu luôn. Tiếp đây nữa là một anh châu sắt đời 2001, vâng, giá chỉ có trên 50 triệu thôi nhá. Các bác không nghe không nhầm đâu ạ. Trên 50 triệu thôi. Vâng, trên 50 triệu là các bác đã có một chiếc châu sắt hai cầu đủ, máy cực êm đấy, chất đã rút hồ sơ rồi, anh chị chỉ việc vào tên trong ngày là đi được thôi ạ. Vâng, trên 50 triệu anh chị không nghe nhầm đâu nhá. Vâng, rất là hợp lý cho anh chị để anh chị mua chiếc xe này để neo đồi núi hoặc là công trình công trường đi không sót đâu nhá, đi rất là thoải là ok luôn. Và xe thì rất là chất luôn, máy cực chất luôn, máy vẫn máy zin nhá, bốn quả lốp như lốp mới luôn, bốn quả lốp như mới luôn. Vâng, xe này ngày xưa là của các sếp đi lại ấy, và rất vinh dự là mình mua được chiếc xe như này thì em bán cái mức giá rất là hợp lý cho anh chị ạ. Và tiếp đây nữa này. Tiếp đây nữa là Ford Transit 2006 tải van 3 chỗ ngồi rất là đẹp luôn này. Tiếp nữa là một mẫu xe Mẹt 2004 giá trên 50 triệu này, bao đăng kiểm này. Tiếp đây nữa là Ford Transit 2015 tải van 6 chỗ ngồi, xe đẹp chất, giá chỉ trên 300 triệu thôi ạ. Tiếp đây 2009 tải van 160 triệu. Tải van 6 chỗ ngồi 2016, vâng, trên 300 triệu chút, 320 triệu. Vâng. Rất là rẻ cho anh chị sử dụng như mẫu xe của bên em nhé. Rất hợp lý anh chị ạ. Và hiện tại bên bãi đang có một chiếc 2011, 2019, 2018 đều có cả nhé. Em quay ở đây thôi ạ. Thì những chiếc bên đấy đang dọn rửa. Và rất là nhiều xe, anh chị có nhu cầu về những mẫu xe nào thì cứ liên hệ cho em. Và tiếp đây nữa là một chiếc Mẹt công vụ của em này. Đấy, chiếc này anh chị lấy em để cho anh chị là 85 triệu ạ. Và một lần nữa em xin chào toàn thể quý vị anh chị nhé. Anh chị có nhu cầu mua các dòng xe chạy khách như là Ford Transit thì cứ liên hệ cho em Khanh theo số điện thoại của em là 0943 622 621 ạ. Vâng, xin chào toàn thể quý vị anh chị ạ.